Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Tấn Hưng, đại diện cho nhãn hàng Tôn Giác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi có rất là nhiều câu chuyện để chia sẻ, có những cái hoàn cảnh khó khăn mà đặc biệt là họ là không có chùn bước. Ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu hành trình của mình. Anh chị ơi, cho tôi hỏi thăm phải gia đình của anh Mực chị Tí không? Dạ phải. Dạ. Tôi tên là Hưng, tôi đến từ nhãn hàng Tôn Giác. Hôm nay tôi đến thăm gia đình anh chị để hỏi thăm một số công việc về cái khó khăn của anh chị. Yeah. Anh chị cho Hưng hỏi thăm, anh năm nay anh bao nhiêu tuổi anh Mực? Em 35. Chị năm nay chị bao nhiêu tuổi chị? Dạ em cũng 34. Sinh năm 87. Dạ. Rồi tôi có nghe hình như lúc nào đó lâu rồi anh có bị cái tai nạn. Dạ. Như thế nào, bị cháy hay sao đó đúng không anh? Dạ. Em bị phỏng do tai nạn. Gia đình tôi có hai vợ chồng với ba đứa con. Tôi bỏng cách đây cũng 11-12 năm rồi. Từ nửa ngừ trở lên khuôn mặt nó bỏng quá nặng. Tay tôi nó không được bình thường như những người khác. Nó co vô, chỉ kéo lưới có hai ngón à. Cũng việc chính của tôi là đi biển. Như tôi đi ban ngày á, tôi kéo vợ tôi gỡ cá với phụ gỡ đồ dơ. Còn như đi ban đêm á thì tôi đi một mình. Chiếc thuyền của tôi đi đánh cá là tôi đi mượn nợ 40-40 mấy triệu. 12 năm nay mà tôi chưa trả được hết. Dọc ở ngay cái chỗ mấy đứa nhỏ ngủ á. Hỏi mưa thì tôi lấy cái thau tôi hứng nước cho mấy đứa ngủ. Lúc đầu tôi quen Mực tôi cũng sợ sợ. Vì từ từ cái quen tôi thấy anh giỏi lại lo làm ăn nên tôi không có sợ. Sau công việc đi biển mà thẩu thì không có đi biển được thì ai kêu tôi chặt củi, tôi làm kiếm tiền thêm. Tôi đi phụ chồng đi lượm bọc lượm đồ để bán kiếm tiền cho con nó đi học. Khi tôi làm mà tôi không muốn ăn luôn, tôi cứ lo tôi làm để kiếm tiền mà không có khá như người ta được. Ba đứa con đi học thì chi phí cũng tốn kém lắm mà không có tiền cũng cho cháu nghỉ mà thấy tội rồi nó. Tôi học có lớp 3 tôi nghỉ, cho nên tôi mong muốn cho con sau này nó học được nó có tương lai sáng sủa hơn. Khi nó đi học, xe nó xì lên, dồn xúc trên, nó dẫn bộ đi. Mình thấy mình cũng tủi cho mấy đứa con mình. Hằng ngày có cá thì đem về ăn, còn không có cá thì xuống mua cải ăn đỡ. Tôi thấy cũng buồn lắm, có người nhà người ta ăn cơm, gia đình hạnh phúc. Còn mấy mẹ con ăn cơm con mình. Con tôi bây giờ nó thích ăn cái gì tôi cũng không biết. Tôi ít có ăn cơm với vợ với con, tự vì tôi làm suốt à. Tôi bây giờ thì nhắn kiếm tiền để dành dụm con cho con ăn học đàng hoàng tính nơi đến chốn.